Xin chào mọi người. Bữa nay là ngày 13 tháng ở lộn ngày 3 tháng 12. Tôi nói về một đề tài, đó là tìm mộ. Tìm mộ của những nhà ngoại cảm. Ồn quá thôi, kệ, xét xét rồi nói chứ để không nghi gì hết. Đó là tìm mộ của những nhà ngoại cảm. Họ tìm đúng hay tìm sai? Và ngoại cảm có thật hay không? Tại sao mà cách đây 10 năm đài VTV1 chương trình gì lên chửi với người ta, nói vạch mặt nhà ngoại cảm này ngoại cảm kia. Tôi cảm thấy nó không công bằng cho các nhà ngoại cảm. Cho nên tôi để bụng lâu rồi, định nói rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ thì sẵn nói luôn. Giờ đủ duyên rồi thì mình nói. Nhưng mà trước khi nói thì tôi cũng kể một câu chuyện. Mà câu chuyện này là cũng không phải câu chuyện của tôi. Câu chuyện của bà chị. Bà chị tôi hay nói chị Út á. Trời ơi, gió về miền xuôi. Cái ngày khi mà bà ra nghề, bà ra cái nghề ra căn được vài năm mà. Được 1-2 năm gì đó, hay 3 năm gì đó. Thì có nhà nọ, họ đi tới họ xem, họ thấy đúng quá. Rồi họ nhờ tìm mộ, họ biết người này có khả năng giúp người ta tìm mộ. Thì họ nhờ đi tìm mộ. Thì lúc đó là ông Trạng Trình á, hóa thân ông Trạng Trình không chịu đi, không cho đi tìm mộ. Ông biết trước, ông nhìn ông thấy cái mộ đó, ông biết trước là có tranh cãi, người ta sẽ không tin, chứ ông không cho đi tìm mộ. Nhưng mà cãi đi thì cái câu chuyện như thế này, cái thời năm 1975 hay như thế nào là người ta khi mà giải phóng tới, giải phóng Buôn Ma Thuột hay sao, rồi người ta chạy về Sài Gòn, nhưng mà không biết chạy sao, đi qua cái hướng của Lâm Đồng, mà tôi không biết là cái tỉnh nào nữa, đó không có biết cái vị trí ngay chỗ nào, mà đại khái câu chuyện như vậy, tại bà chị kể lại nó cũng mơ hồ, là khi mà chạy từ ở Buôn Ma Thuột hay chạy ở đâu á, chạy đi ngang qua Lâm Đồng, đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi chạy như vậy là người ta đem ra rất nhiều cái đồ đạc tài sản. Trong đó là có hai cái hũ cốt của gia đình, của ông bà hay là cha mẹ gì không biết. Nhiều vật quá thì đem nhiều thứ quá đi chạy nó khó. Mình lỡ mình có chuyện gì rồi sao? Cho nên là cái hũ cốt ông bà nó không an tâm. Cho nên họ mới chôn lại. Họ qua cái chạy qua mảnh đất chứ Lâm Đồng á, họ chôn lại. Hy vọng là họ chôn lại rồi sau này họ sẽ quay lại họ tìm. Nhưng mà khi mà hòa bình lặp lại một thời gian họ đi tìm thì đi tới chỗ đó lại đi tìm mà không thấy, tìm hoài tìm miết mà không thấy. Không biết là cái chỗ nào mình chôn, mình cất giữ cái chỗ nào, mình làm dấu chỗ nào cũng không biết luôn. Không biết làm dấu như thế nào. Chứ mãi đến tới mấy chục năm sau thì cơ duyên đến rồi, thấy bà này hay, nhờ đi tìm, đồng ý đi tìm, mà ông cậu cũng không cho, là có nguyên nhân. Thì gia đình với bà đi lên tới cái chỗ đó, tới khu vực đó tìm. Thì bà cũng cầu ông Trạng Trình về chỉ giùm. Thì ông về ông chỉ. Ông nói ngay chỗ đó đó. Đào lên thấy à. Tưởng ông chỉ chỗ nào, ông chỉ ở chỗ cái mộ của người khác luôn. Mà cái mộ đó có bia không tôi không biết. Mà thấy một khu đất nhô lên. Đó là cái mộ của người ta đó, ai cũng nói mộ của người ta đó.
ông nói trong đó đó, đào lên đi, sẽ thấy. Người nhà cải không đào, nó cái mộ của người khác. Nếu đào thì họ đào lâu rồi, họ đi tìm chỗ đó lâu rồi mà. Họ không có đào. Câu chuyện này tôi kể lại nó mang tính chất là lấy cái nội dung thôi nha. Còn quá trình thì tôi kể nói, tại bà cũng kể cho tôi cũng sơ sài lắm. Chỉ ngay chỗ cái mã đó mà người ta biết là cái mộ đó là cái mộ của, không phải của người nhà. Ngày xưa mình chôn kiểu gì thì mình biết. Bây giờ ông nói chỗ đó người nhà không chịu đào. Rồi cho tới tối luôn, cứ dằn co cái buổi chiều tới tối luôn, không chịu đào. Cuối cùng bà nói đào ơi, có gì tôi chịu trách nhiệm cho, tại mã của người khác mà. Rồi xong gia đình mới đào. Đào lên thì thấy hai cái tiểu. Hay gì á. Đào cái mộ lên thấy hai cái tiểu. Mà không phải tiểu của người nhà mình. Không phải của người nhà mình. Rồi xong cái là gì, mấy người này là thất vọng quá rồi. Rõ ràng đào lên gặp hai cái tiểu mà không phải của nhà mình, mà của tiểu của nhà người ta. Chắc mấy người đó cũng chạy, xong chạy sau mình, xong người ta cũng chôn lên cái vị trí y chang vậy đó. Không tin. Ông Trần Trần nói cái đó không phải, cái đó người ta chôn chồng chung lắm lên thôi, không phải. Ở dưới nữa, đào nữa đi. Ô, người nhà đâu tin nữa đâu. Hết rồi, không tin nữa. Rồi lúc đó là hóa thân của mẹ Đại Thế Chí Bồ Tát, bả về nữa. Bây giờ mới nói, ở dưới đó đó, mà chỉ có mình bà thầy biết thôi, chứ mấy người kia đâu có thấy đâu. Nói qua nói lại rồi, họ cũng đồng ý họ đào. Họ đào thêm có một chút xíu nữa, họ gặp hai cái tiểu của người nhà họ. Mọi người thấy không? Ông trời trêu người gớm không? Ai cũng phải bị thử thách hết. Đào được rồi, sau đó bà về bà bỏ luôn. Bà hứa từ này sau bà không có đi mà tìm mộ nữa. Tại vì rõ ràng tìm mộ là trách nhiệm của người khác. Ông trời sắp đặt cho nó ra cái chuyện mà tréo nguyên như vậy. Cái chuyện khó tin như vậy. Để cho bà bỏ cái để bỏ cái tánh ôm đờm. Nhiệm vụ của mình không phải là đi tìm mộ. Còn nhiệm vụ của các nhà ngoại cảm khác là đi tìm mộ. Họ sẽ đi tìm. Nhưng mà sao? Họ cũng không có tránh được cái việc ông trời trêu ngươi. Không tránh được. Họ là người có tâm. Mình không có nói cái vụ mà mấy ông giả nha. Đồ làm xương giả, đồ gạt người mình không nói. Mình nói những người có tâm. Các nhà nữ ngoại cảm đó họ có tâm. Và họ tìm cũng chính xác, rất chính xác. Có nhà ngoại cảm tìm tới hơn 10.000 mộ liệt sĩ luôn. Đâu ít đâu. Tôi đọc sơ sơ vậy thôi chứ còn không đọc sâu. Nói người ta là cái gì vạch mặt nhà ngoại cảm đó nữa. Nói sai. Nhưng mà họ không biết rằng là gì. Nhà ngoại cảm cũng bị ông trời thử thách nữa. Nhưng mà cái quan trọng, cái tâm của người ta muốn tìm, người ta có tâm. Mà mình không hiểu. Mình cứ lấy khoa học kỹ thuật ra rồi mình so sánh. Nó sai rồi bắt đầu là mình quở, mình trách, vạch mặt. Không chửi nặng thì chửi nhẹ. Do mọi người không có nằm ở trong cái ngành nghề của người ta. Ông trời ông thử thách ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Thử thách lắm. Ông thử thách các nhà ngoại cảm coi thử có còn ý chí để đi tìm nữa hay không. Nhưng mà các nhà ngoại cảm dở cái chỗ, nếu mình tìm sai thì mình phải hiểu rằng đó là ông trời thử thách mình chứ. Không hiểu không? Sai ở đây là gì? Một là ông trời thử thách.
Hai là gì? Ông trời thử thách cho mình tìm trật. Hay là thôi, một là ông trời thử thách. Còn hai là cái người nằm xuống đó, họ chưa có được đến lúc để tìm thấy mộ họ. Họ chưa có gọi là chưa có đủ phước hay đủ duyên gì đó, chưa tới ngày tới tháng. Hoặc là có thể là họ sẽ không bao giờ được tìm thấy mộ. Cho nên dù người nhà, dù người nhà có lòng mời nhà ngoại cảm mà cũng chưa chắc tìm được đâu. Ông trời quản lý hay lắm. Ngoại cảm, ngoại kiết vậy. Ông đó không cho thấy thì ông vờ mắt là không biết gì hết. Cái nhất. Cái thứ hai là có thể ông cho thần tiên gì đó hiện ra thành cái người đó luôn. Thành cái người nằm xuống đó hiện ra, nói cái mã tôi nằm ở chỗ đó, hài cốt tôi đang nằm chỗ đó, đào lên đi. Thì rõ ràng là gì? Rõ ràng cũng bà ngoại cảm cũng mô tả hình dáng của cái anh bộ đội đó, chú bộ đội đó. Thí dụ có cái nút ruồi đâu cái đây nè chẳng hạn, thì người nhà tính liền. Rồi đào lên, đào lên thì thấy xương động vật, mà lúc đó cứ ngỡ là xương của người đó không. Rồi đem đi kiểm nghiệm pháp y. Người ta không phải, người ta nói xương bò, xương trâu gì đó. Rồi lúc đó mới đấu tranh, không biết nên tin ai. Thôi thờ đại, phủ cờ tổ quốc lên. Cái đó là ông trời, ông treo ngươi. Chúng ta làm ngoại cảm, chúng ta phải biết cái nào đúng, cái nào sai. Nhưng mà vấn đề này cũng khó nói lắm. Ông trời ông làm cho mình sáng tỏ, mình đi tìm mộ đó là sứ mệnh của mình. Nhưng mà đồng thời ông cũng lập ra những cái thử thách để cho mình thành đạo nữa, thành đạo, nhớ thành đạo. Mà mình thấy những cái chuyện nó kỳ cục xảy ra thì mình phải coi lại cái quá trình mình, nó sai chỗ nào. Nó sai chỗ nào. Thì bây giờ tôi nói cho các nhà ngoại cảm biết rằng các bạn đã sai ở chỗ là gì? Không có nhận thấy được ông trời ông thử thách mình. Sai chỗ đó. Mà ông trời đã thử thách rồi thì mà nói mà để nhận thấy thì cũng hơi khó đó. Cho nên có những chuyện nó tình ngay lý gian ở chỗ đó. Có những chuyện nó hiện hữu trước mắt như vậy. Nhưng mà thật sự cái lý nó không phải gì. Ở trên đời này rất nhiều chuyện như vậy chứ không phải riêng cái chuyện tìm mộ đó đâu. Mình thấy người ta làm mấy chuyện đó, chuyện nọ, chuyện kia mình nói người ta sai. Nhưng mà cuối cùng là gì? Kết quả của người ta là lương thiện. Mình không biết nội tình thì thôi mình đừng có nói. Rồi. Thí dụ như là những cái người mình đi tìm mộ cho họ đó. Ông trời ông không có cho, không cho lấy mộ, không cho tìm được xương cốt. Thì đôi lúc á ông xui khiến cho mấy cái con vật á, súc sanh á. Súc sanh nó chết nó cũng có linh hồn. Nó cũng có hương linh á. Nó hiện ra rồi, nó cũng biến y chang như cái người đó. Cái mộ của người ta nằm sát đó, nó không chỉ, nó chỉ cái đống xương của ai đó. Xương của con gì đó, cũng chưa chắc là xương nó nữa. Chỉ xương của ai, xương cái thứ gì đó, chỉ. Để đào lên. Trong khi đó cái mộ của người đó cách đó chừng 2-3 gang à. Thấy không chị? Thì rõ ràng là gì? Chưa có đủ phước để được tìm thấy. Ở những lúc nó đào nó xây dịch chút xíu này cũng không thấy nè. Nó đào sâu xuống rồi. Phải những đào ở đây chút xíu không biết. Ôi gió ồn quá. Cái mùa này nó gió như vậy đó cho nên mọi người thông cảm. Cái vấn đề này hơi lạ ha.
mà tôi nói nó là có thật thôi. Đôi lúc con những con vật nó không hiện ra được thì ông trời ông sẽ cho ai hiện ra đó, hay ở dưới âm phủ á, người ta cho người hiện ra để nói đánh lừa nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm người ta có tâm như vậy mà đi đánh lừa người ta, thà ông cử ai hiện lên nói đại vậy rồi đi. Nói người đó người ta chưa đủ phước để tìm mộ đâu, thôi đi về đi, nói trước đi, người ta đỡ mất công. Nó toàn là thử thách trêu ngươi không à. Cái đó là ông trời. Cho nên qua cái bài nói chuyện hôm nay, tôi hy vọng mọi người đánh giá lại, chính xác lại các nhà ngoại cảm. Họ rất có tâm, cái tâm họ rất là thiện. Tâm họ thiện thì họ mới nhìn thấy được. Còn tâm họ không thiện thì không bao giờ ông trời ông mở căn cho người ta đâu. Ông trời sắp đặt cho họ gì. Tìm mộ thì tìm mộ để tạo phước là đúng, sứ mệnh của mình là đúng, nhưng mà ông cũng phải làm sao cho mình khai trí tuệ ra. Mình gặp mấy chuyện đó thì mình phải khai trí tuệ ra. Có những nhà ngoại cảm tìm không bao giờ thấy xương. Ông trời ông sắp đặt cho tìm thấy trúng cái gì không à. Những bộ xương nó có thể là tan rã ra hết rồi. Nằm ở các cái vị trí ẩm ướt hay sao, tan rã ra hết. Có những người thì chuyên tìm thấy xương, có những người tìm không thấy xương. Vậy mới lạ. Nó có sự trùng hợp, nó không phải sự trùng hợp. Ông trời sắp đặt, mình thấy là trùng hợp. Những người có căn thì hiểu. Còn những người mà không có trí tuệ về vấn đề này, không có kiến thức về lĩnh vực này, thì nói người ta là lừa gạt. Cho nên nhà ngoại cảm là họ làm sẽ có xác suất bị sai. Sẽ có xác suất bị sai. Mình dùng cái mình dùng đi lên trung tâm pháp y mình kiểm chứng lại thì sai hay đúng gì, lúc đó tính mình phải nghĩ rằng là cái gì nó cũng phải có xác suất đúng hay sai nhé. Đừng có kết luận vội mà đi chửi bới người ta, đó là mình sai. Lên sử dụng hai chữ vạch mặt là nó rất là nặng. Mà cái việc này tôi biết từ 10 năm trước, nhưng mà thấy chưa đến lúc nói, lúc đó nó nóng quá, không có nói. Nhưng mà mình muốn nói một lời công bằng cho các nhà ngoại cảm chân chính. Đó ha. Thứ nhất là sứ mệnh của mình, nhưng mà ông trời ông luôn luôn là kèm với lại cái thử thách. Coi thử mình có kiên định hay không. Rồi, có những nguyên nhân mà mình tìm sai là do ông trời ông cho mấy người hiện tùm bậy tùm bạ lên. Mấy người tùm bậy tùm bạ hiện lên, chỉ tùm bậy tùm bạ. Người ta chỉ lạc hướng sao mình tìm được. Rồi có những nhà ngoại cảm người ta không có nhìn thấy bằng mắt, có thể bằng cái cảm giác, cái giác quan đó, giác quan thứ 6 chẳng hạn đi. Cái ý của người ta có thể thấy được, hay cái cảm nhận đó người ta sẽ cảm nhận được là cái bộ hài cốt nó nằm chỗ này. Nhưng mà đôi lúc cái cảm giác đó ông trời ông cũng ông chỉ một cái thôi. Nếu người đó chưa có đến lúc đào được mộ họ, chưa có đến lúc để quy tập hay là để tìm thấy, thì ông sẽ cho cái cảm giác nó lú lẫn đó. Giờ ông thấy mà xương của người khác không, xương của động vật khác hay như thế nào đó. Hay là gò mối, hay là cái thứ gì lâu năm nó mục gì đó. Ông trời ông làm cho mình tưởng thiệt không à. Cho mình tìm thấy. Nhưng mà mọi người thấy coi. Có những nhà ngoại cảm họ đào lên, họ chỉ ngay chỗ đó. Đào lên thì thấy dấu vết này, dấu vết kia. Có. Họ chỉ ngay chỗ đó đào lên sẽ thấy à. Họ chỉ 10 chỗ đều thấy. Đôi lúc không phải xương mà nó là cái gì á, mà đều là có những cái dấu vết.
của cái thứ gì đã chôn. Hay vậy. Còn như mình nè, mình chỉ đại chỗ nào đi, đào lên thấy đất đá không chứ không thấy những dấu vết đó. Mình phải đặt câu hỏi chứ. Tại sao họ chỉ, cho dù tìm đúng tìm sai mặc kệ, nhưng mà họ đào tới ngay chỗ đó họ thấy cái gì đó. Phải đặt câu hỏi chứ. Như mình đi ra đào, lấy mấy ủi, mấy móc, mấy xúc đào thí, đào đại lên toàn là đất cát không chứ gì. Cho nên nói tới đây là gì, các nhà ngoại cảm sẽ bị oan. Nếu chúng ta không có dùng cái trí tuệ chúng ta nhìn thì họ sẽ bị oan. Người ta có cái tâm, người ta trèo đèo lội suối với mình, người ta đi tìm. Mà ông trời á, ông đâu có nói với lại là các nhà ngoại cảm rằng là cái hương linh này, ủa hay là cái bộ hài cốt này người ta chưa đến, người ta chưa có đủ cái đủ duyên để lấy. À, người ta vẫn phải nằm dưới đó. Cho nên là gì? Ông trời ông hiện hiện tùm lum cho thấy đó. Ông không chịu nói cái lý do. Mà rõ ràng là người ta, có nhiều người ta cầu lên để cho thấy, thì các dòng đó vẫn về. Nhưng mà chắc gì họ là những cái vong khác đâu. Những con ma khác làm sao? Họ muốn đi quy tập mộ của họ làm sao? Họ hiện ra họ giả. Ở dưới đó họ hay lắm, họ biết nhau hết đó. Ở trong khu vực đó mà họ biết nhau hết đó. Họ biết nhau hết rồi, họ giả mấy hồi rồi. Còn cái người mà cái mộ người nhà đi tìm á, vẫn nằm sát bên đó mà không nói lên được một lời nào hết. Tại do người ta chưa đủ phước đức để, chưa đủ ngày đủ tháng để được đi, để được quy tập. Hay là cái số mạng của họ phải bị như vậy cho đến khi họ đi đầu thai kiếp khác luôn, không ai tìm được luôn. Mình phải hiểu những vấn đề đó, tất cả là do ý trời hết. Còn nếu mà chúng ta không có muốn nói ý trời á, thì chúng ta đổi thừa cho Phật đi, tùy duyên thôi, duyên chưa đủ thì tìm không ra. À, chứ đừng có kết luận vội mà trách lầm cái tấm lòng của các nhà ngoại cảm. Các bạn không biết đâu, ngay tại những thời lúc này nè, ở xung quanh nhà mình chẳng hạn đi, là các hương hồn người ta hay lắm. Người ta biết gia đình mình có nhu cầu gì thì người ta sẵn sàng, người ta quấy rối mình. Có những gia đình là gì, thí dụ có những người thân mới mất, là tâm lý là muốn đi gặp người thân mình không, đi cầu hồn về gặp. Thì người ta ở đâu không biết đó, người ta phá mấy chuyện xung quanh nhà mình để cho mình đi tới thầy mình cầu. Thì họ giả danh của người nhà mình đã mất á, họ đi vào rồi họ đứng chắc sơ rớ đó, rồi bà thầy ông thầy nào đó cho nhập xác. À, vô nó đòi hỏi ăn này cúng ấy nọ đủ thứ hết. Rồi người nhà làm theo, nó nói cái gì cũng chính xác đó, trong việc trong nhà mình cái thứ gì nó cũng nói đúng hết trơn trọi á, thì nó là người nhà mình rồi. Thôi cúng như nó. Nhưng mà cúng như nó ăn một thời gian là bắt đầu là nó về đòi hỏi tiếp. Rõ ràng là ma nó biết xung quanh nhà mình như thế nào. Nó biết cái gia đình mình có chuyện như thế nào rồi nó giả. Giả dạng mấy hồi đâu. Tại vì các cái vị thầy đó hay các nhà ngoại cảm đó, họ không có long thần hộ pháp. Phải có long thần hộ pháp thì người ta mới biết chính xác đó là cái đối tượng mình cần tìm hay không. Ví dụ mình nhờ long thần hộ pháp, có nhiều người thì xây binh tìm. À, có nhiều thầy xây binh tìm. Nhưng mà binh nó đôi lúc nó cũng tìm không ra đâu, chỉ có long thần hộ pháp thôi, giống như thiên binh thiên tướng xuống thì họ mới tìm ra thôi. Thì chính xác.
là họ biết đó là người nhà thiệt hay người nhà giả, họ biết và họ đem về. Còn mà ai mà đứng sờ rớ đó, người nhà vừa đi tới bà thầy một cái hay ông thầy một cái là họ đứng đó ngay đó rồi, chưa kịp cầu nữa họ đứng, họ giả người nhà mình họ đứng đó. Rồi sau đó họ vô họ khóc kể: "Ôi, con lạnh này kia, con muốn ăn, con muốn áo, con muốn đủ thứ đồ hết đó." Rồi người nhà phải làm, phải cúng theo, nhưng mà đâu có ai xác định được đó là người nhà mình đâu. Cho nên mọi người cẩn thận, là ma cỏ nó hay giả lắm. Cho nên khi chúng ta đi đến với những cái nơi đó thì chúng ta nguyện Phật Bà Quán Thế Âm trước. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Con có ước nguyện rằng là con muốn lo cho người nhà đã mất, hương linh đó được sung túc đầy đủ. Con muốn mẹ chỉ cho con cái nơi nào đó để cho con có thể nương nhờ được. Chúng ta vái mẹ thì mẹ sẽ chỉ. Một bữa không chỉ, hai bữa không chỉ, đến một lúc nào đó đủ duyên, cái người âm đó họ được cái lúc để hưởng phước rồi, để hưởng thụ rồi, được cứu rồi, thì chắc chắn là mình sẽ đến đúng thầy, đúng cái chỗ gọi là nhà ngoại cảm á. Người ta sẽ giúp mình chính xác. Chứ còn nếu không thì thôi, mình thấy ở nhà mình rỗn rẽn mình đi là ma cỏ nó quậy mình á. Cái đó hả? Mình đi coi thầy, nhưng mà phải lựa thầy cho hay như thế nào hợp với mình á, mình sẽ phát hiện ra đó là ma cỏ thôi, không phải người nhà mình. Cho nên nói tóm lại là trong cái vấn đề tâm linh, nó không có khoa học để nó chứng minh, thì mình phải dùng những cái thực tế để mình thấy. Rồi phải sử dụng cái giáo lý của nhà Phật nữa, đó là đủ duyên, đủ phước. Mặc dù người ta chết đi rồi, vẫn còn cái bộ xương như đó, nhưng mà nó có cái, nó phải có cái phước nữa. Nếu người ta đủ phước, hay là đôi lúc người ta đã trả hết nợ rồi, thì người nhà sẽ tìm thấy được những cái bộ hài cốt đó, hay là người ta sẽ được cúng cho ăn. Có nhiều người là mất xong cúng đâu vô nhà ăn được đâu, không vô nhà ăn được, là chưa đúng lúc. Rồi đến khi nào đó đúng lúc ông trời ông thả cái dòng đó ra, thì cái dòng đó sẽ tìm cách báo, nói là tôi ăn không được, phải làm cái này làm kia thì tôi mới vô nhà được. Thí dụ như giái ông thần cửa, hay là đặt cái bàn đất đai thành quàng bốn xứ gì đó, thì họ mới vô được. Ở cái vùng đất nào thì nó có cái nguyên tắc của cái quy luật của bên cảnh âm, cảnh giới âm nó khác. Còn ở bên phương Tây nó đâu cần cúng đâu, đâu xì nhầy đâu, ăn được không ăn được cả. Nó dở cái chỗ đó. Cho nên cái người đã mất rồi thì họ không có được chăm sóc như là ở bên châu Á. Nhưng mà cũng là do ý trời sắp đặt thôi. Chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều về cái vấn đề bên Tây, bên Đông, bên đạo Thiên Chúa với bên đạo Phật, nó khác nhau cái chỗ đó, đừng có suy nghĩ. Ông trời cũng sắp đặt rồi, mỗi người có một cái số mạng, số phận khác nhau. Đó, nói tóm lại, cái chuyện gì chúng ta cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi chúng ta nói. Chúng ta có trách cứ ai như sẽ trách cứ, chúng ta đừng có làm tổn thương người khác. Đôi lúc chúng ta thấy như vậy mà không phải như vậy đâu. Cái điều đó là mọi người sẽ thấy trong cuộc sống. Những người lớn tuổi thì thấy nhiều rồi, những người nhỏ nhỏ sau này sẽ biết. Đôi lúc cái việc nó hiện hữu như vậy, mình cứ tưởng như vậy không, thật sự không phải như vậy. Nói ngang xương vậy tôi không biết là cái lý do, không biết cái ví dụ như nào để tôi nói. Thì mình lấy cái ví dụ của ông Nhan Hồi với ông Khổng Tử đi. Khổng Tử hay ông nào ta? Hay ông Lão Tử? Ông Khổng Tử. Hồi đó là cái thời đó là Trung Quốc nó chia thành nhiều nước nhỏ đó. Ông Khổng Tử rồi các đệ tử ổng đi với ổng đi ngao du, đi thuyết pháp.
Nhưng mà đến cái nước nào đó hình như nước lỗ hay sao á, nó làm ăn lỗ quá rồi nó đói. Thì ông vua á, ông mới ban, ông vua cái nước đó, nước nhỏ đó, ông mới ban cho ông Khổng Tử. Rồi ông vua nước Chư Hầu đó ban cho Khổng Tử với lại đệ tử có ít gạo à, kêu đây đói lắm, thôi chia ra về nhà nấu, về chỗ ở nấu. Thì khi đem về thì ông Nhan Hồi ông chịu trách nhiệm nấu cơm, còn mấy ông kia thì chịu trách nhiệm đi đi tìm củi hay là đi tìm đồ ăn lá cây rau này kia. Ông này ở nhà nấu cơm, ông mấy ông kia đi tìm rau. Thì ông Khổng Tử thầy mà làm gì đâu, đứng ở ngoài suy nghĩ chuyện đời, đi qua đi lại, cái dòm vô trong nồi bếp á, thì thấy ông Nhan Hồi á, ông gạt cái cơm trên mặt á, ông ăn. Ông Khổng Tử ông để bụng, ông nói là đệ tử mà như vậy không được, người có ăn học như vậy là không được, để bụng. Rồi chút xíu nữa tới giờ ăn thì ổng không ăn, ông Nhan Hồi ổng không ăn, cơm ít quá ổng không ăn. Ông nói các huynh ăn đi, phần tôi đã ăn rồi, hồi nãy đang lúc mà nấu cơm á, tôi dở nắp ra tôi xới thì bụi ở trên bay xuống, thì tôi hớt cái phần bụi đó tôi đã ăn rồi, còn phần này còn lại là của các huynh. Thì ông Khổng Tử ổng mới nhận thấy được mình sai. Rõ ràng mình thấy nó ăn cơm như vậy, nhưng mà cái nội tình nó như thế nào mình không biết được, đừng kết luận vội. Thì câu chuyện này tôi chỉ nghe ông thầy chùa nào ông kể, tôi kể lại thôi chứ tại sao thất bản, đại khái là như vậy. Hình như là ông Thích Trí Huệ ông kể sao, ngày xưa tôi hay coi ổng, ngày xưa khi mình chưa có hiểu đạo biết gì thì tôi hay coi mấy ông thầy giảng lắm. Cho nên thời này cũng vậy, chúng ta chưa có biết rõ ràng chuyện gì, đừng kết luận vội, đừng có làm người ta tổn thương. Đặc biệt là các nhà ngoại cảm, người ta đã dùng hết tâm huyết của mình để người ta giúp đỡ, để giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta cũng phải biết ơn, tại không phải ai cũng ngoại cảm được, độc quyền. Nhưng mà những người này người ta dùng cái tâm, đôi lúc người ta vô không có vụ lợi, hay là đủ sống thôi, người ta không vụ lợi. Cho nên chúng ta đừng có lấy cái tâm phàm mà so lấy họ. Có những cái việc, thí dụ như sửa điện thoại chẳng hạn này, sửa điện thoại iPhone này. iPhone ngày xưa nó mới ra, ai ra mà biết sửa nó. Nhưng mà mình tìm được cái tiệm nó sửa được, mình mất là mừng. Mày cứ sửa cho tao, bao nhiêu tiền tao cũng chịu hết. Ngày nay cũng vậy, có những nhà ngoại cảm họ sẵn sàng họ giúp đỡ mình. Tại duy chỉ nhắc có một mình họ hay một người nào khác, hai ba người nào khác giúp đỡ được mình thôi. Thì mình phải tôn trọng, biết điều biết ý chứ. Mấy người sửa điện thoại hay sửa tủ lạnh, tivi rồi gì á, sửa tủ lạnh á, mấy cái thứ mà người ta độc quyền á, chỉ có họ mới sửa được á. Trời ra họ tính tiền quá trời luôn. Cho nên có những cái việc mà chúng ta có hàng tỷ bạc chúng ta làm cũng không được đâu. Không được, mà phải nhờ vào họ. Mình tốn không bao nhiêu hết mà mình nhờ vào họ. Có cái được hay không thì lúc đó tính sau, được hay không được thì cái tâm của mình nó cũng đã thanh thản rồi. Thôi nói tới đây thôi ha mọi người ha. Rồi chào tạm biệt nha. Gió quá, nói sợ mọi người không nghe.